Chị Linh, chị có thể giúp em hay không? Tại vì bây giờ chỉ có một mình chị mới nói được anh Thảo thôi. Nhưng mà em phải nói với chị là anh Thảo đang làm gì? Tại sao anh lại gặp nguy hiểm thì chị mới nói được? Chứ bây giờ chị không biết gì hết, làm sao chị nói đây? Em không biết phải nói sao cho chị hiểu nữa. Nhưng mà tóm lại là chị có nói với anh Thảo là đừng có gây ra mọi chuyện nữa, đừng có làm nữa. Chị nói vậy là anh hiểu hả? Mời chú, hy vọng là anh em mình sẽ hợp tác tốt với nhau. Thời gian tới có rất nhiều việc cần đến chú mày lắm, đúng không? Thôi được rồi, uống đi, có gì bàn sao mà. Thôi. Có phải chuyện của anh Thảo liên quan tới chồng chị và ông chủ của anh phải không? Chuyện này em cũng không biết nói sao cho chị hiểu nữa. Sao lại không hiểu? Có gì thì em cứ nói đi, chị sẽ hiểu mà. Thật ra chuyện này rất là khó nói. Em chỉ có thể nói với chị như vậy thôi. Nếu như mà chị còn thương anh Thảo, làm ơn nói với anh Thảo là đừng có làm mọi chuyện lún sâu hơn nữa. Bây giờ em phải về rồi. Có gì em sẽ gọi chị sau. Em về trước nha. Các em sao vậy? Nam, lại đây. Dạ. Anh biết là tụi em đang rất buồn, và anh cũng vậy. Nhưng bây giờ chúng ta không được phép cứ như vậy. Chúng ta phải làm theo cho Trí và anh Thành. Chúng ta không thể nào bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Các em phải cố lên, hiểu không? Alo, tôi nghe. Dạ, tôi tới liền. Chúng ta tiến hành trinh sát đúng theo kế hoạch. Dạ, rõ. Vậy đây. Theo thông tin trao đổi từ ngoài Bắc thì băng Hùng Lô, ngoài việc mua bán ma túy thì họ còn tổ chức tự sản xuất thuốc lắc và các loại thuốc gây nghiện khác. Điền là một trong những đàn em thân tín của Hùng Lô, nhưng tên này hoạt động hết sức xảo quyệt và cẩn thận, nên khi băng Hùng Lô bị triệt phá, hắn đã không bị bắt vì chúng ta không đủ bằng chứng để kết tội hắn ta. Sau đó hắn chuyển vào Nam sinh sống như chúng ta đã biết. Tổ B2 đã thực hiện kế hoạch trinh sát chưa? Dạ, đã bắt đầu triển khai rồi. Sau khi rà soát lại, có thể khẳng định xưởng bao bì chỉ là bức bình phong cho việc và đi. Hoạt động của xưởng chỉ cầm chừng thôi. Kết quả kinh doanh chỉ từ hòa tới lỗ. Có phát hiện vấn đề gì trong xưởng không? Dạ chưa. Hiện tại tổ B2 vẫn đang tính toán và tìm cách tiếp cận. Cho xem đi. Dạ. Từ đầu năm đến nay, Ba Long đã sang Thái Lan 10 lần. Lần nào cũng gặp Tony Trần hoặc gặp đàn em thân tín của hắn ta. Tony Trần á? Là đối tượng mua bán ma túy sừng sỏ mà cảnh sát Thái Lan và cảnh sát quốc tế đang theo sát. Và dự đoán của chúng ta có thể chính xác. Sau khi Ba Long trở về từ Thái Lan đợt vừa rồi,
hắn liên tục gọi điện cho Diệt và Điền tới để bàn chuyện gì đó. Rất có khả năng là bọn chúng tiến hành giao dịch. Tổ B2 cần phải đẩy mạnh hoạt động trinh sát. Nhất định phải làm rõ hoạt động trinh sát của Việt và Điền. Dạ. Trong một thời gian sớm nhất, ta phải làm rõ tất cả mọi chuyện. Thế mấy hôm nay Thành sao rồi? Dạ. Chẳng lẽ hung tinh đó vẫn còn sao thầy? Vậy có cách nào để biết hung tinh đó là ai không thầy? Nếu có cách nào tìm được hung tinh đó và hóa giải kiếp nạn, thầy cứ chỉ giúp cho tôi. Tốn kém bao nhiêu tôi cũng chịu hết. Thần thánh không phải là chỗ mua bán. Xin thầy đừng nghĩ vậy, tôi chỉ là... Tôi hiểu ý ông. Nhưng mà như tôi đã nói lần trước, cái chuyện của quá khứ thì chỉ có quá khứ mới quyết định được. Ông không thể nhìn thấy được hung tinh đó đâu. Bởi vậy ông không tìm kiếm bằng đôi mắt tỉnh thức. Cái miệng nói buồn bỏ, nhưng mà tâm thì không buông bỏ. Cái sự u mê cố chấp và cái lòng hận thù đó chính là nguyên nhân dẫn đến ngày hôm nay. Thôi, ông đi về đi. Thưa chú, con có thể nói một chuyện liên quan tới thầy Mười được không vậy? Nói đi. Dạ, con thấy mỗi lần sau khi từ nhà thầy Mười về, chú lúc nào cũng lo lắng bất an. Dạ, con biết là chú rất tin tưởng thầy Mười. Thôi, nhưng mà... nói nữa. Thưa chú,
con muốn nói chuyện cá nhân của con. Con đã suy nghĩ lâu rồi. Con muốn đi du học đúng không? Dạ sao? Sao chú biết vậy chú? Chú nghe thằng Phong nói rồi. Chú biết con đã giúp chú rất nhiều. Và con cũng có quyền lựa chọn con đường cho riêng mình. Nhưng hiện tại chú muốn con giúp chú thêm một thời gian nữa. Sau đó con muốn làm gì cũng được. Dạ. Mấy ông anh của anh á, vui tính quá ha. Mấy ông là như vậy đó, lúc nào cũng vui vẻ thoải mái. Mình quen nhau lâu rồi mà em không biết anh làm gì á. Anh đã nói với em rồi mà, anh kinh doanh nhà hàng và có một cái xưởng bao bì nữa. Anh làm như là em không biết gì không bằng á. Có ai làm giám đốc mà như anh đâu. Thật ra thì tại vì anh có nhân viên giỏi nên mới rảnh thôi. Sao im lặng vậy? Em đang suy nghĩ. Suy nghĩ chuyện gì? Chắc tại anh chỉ xem em là bạn, cho nên anh không chia sẻ công việc của anh với em. Sao em lại nói vậy? Thì chẳng phải mới nãy anh giới thiệu với bạn của anh, em chỉ là bạn thôi sao? Mình quen nhau cũng lâu rồi, chẳng lẽ anh không hiểu em đối với anh như thế nào hay sao? Anh đúng là đồ ngốc. Huy rồi xem chưa ngủ? Em muốn nhìn thành phố về đêm hơn. Ngồi xuống đây. Có chuyện gì? Con nhỏ đó là người ở đâu? Sao em quen được nó? Nhìn cái mặt kìa, thấy ghê không? Quan trọng quá vấn đề thì đi chơi quen biết nhau thôi. Con nhỏ đó rất đáng nghi ngờ, em phải cẩn thận đó. Nghi nghi? Tối ngày lúc nào ông cũng nghi hết. Không nghi ông ăn cơm không ngon hả? Hồi trước cái vụ thằng Thảo thì sao? Hả? Anh lo vậy thôi, còn tin hay không thì tùy em. Dạo này em cũng thấy tình hình ra sao rồi chứ? Dạ biết rồi, khổ quá nói mãi.
hôm nay anh để cửa được không? Để em vô quét dọn phòng cho anh ha. Thôi khỏi, hồ sơ anh để tùm lum hết trơn á. Em dọn lại gọn gàng, mất công anh khó tìm. Hôm nay em có đi đâu không? Dạ không. Nè, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Chiều nay anh làm xong, anh về sớm chở em đi ăn. Thôi, anh đi làm nghe. Dạ. Alo. Alo, chị em Ngọc nè. Chào em. Chị, chuyện hôm trước em nói với chị á, chị nghĩ sao? Chị cũng muốn gọi điện cho ảnh lắm, nhưng mà chị không biết nói sao nữa. Có lẽ chị đã hiểu được gì sao em không thể nói ra. Nhưng mà em không cần phải lo cho chị đâu. Suy nghĩ của em cũng giống như suy nghĩ của chị trước đây thôi. Nhưng bây giờ chị tính sao? Em và chị đều hiểu tính của anh Thảo. Anh không bao giờ nói với ai mình đang làm cái gì, và chắc chắn không ai ngăn cản được điều mà anh muốn làm. Nên bây giờ nếu mà mình muốn nói với anh á, thì mình phải tìm một lý do sao cho hợp lý. Bây giờ em có rảnh không? Chị em mình đi cà phê nói chuyện đi. Không được chị, hôm nay em bận rồi. Thôi để ngày mai có gì em gọi chị được không? Được, vậy cũng được. Ok, bye bye em. Dạ. Sao hôm nay anh về trễ quá vậy? Anh ăn uống gì chưa? Rồi. Anh. Em có thai rồi.
Anh xin lỗi em. Hôm qua anh say quá, cho nên anh không có nói chuyện với em. Biết được em có thai, anh vui lắm. Cảm ơn em nha. Em à, để anh thu xếp công việc chiều nay, anh đưa em đi khám chịu không? Dạ. Yeah. Từ bây giờ em phải đi đứng cẩn thận. Việc trong nhà cứ để đó, chiều nay bà Hai lên làm lại rồi. Nếu cần thì anh sẽ thuê thêm người giúp việc. Dạ thôi anh, một mình bà Hai là đủ lắm rồi. Ừ, vậy cũng được. Thôi anh đi làm nghe. Dạ. Sao rồi? Có tìm thấy gì không? Em có tìm được gì chưa? Mày sẽ không được rời khỏi căn phòng này nửa bước. Tôi ra. Anh không có quyền nhốt tôi. Tôi muốn ly hôn. Thả tôi ra. Mày không có quyền lên tiếng yêu cầu tao. Tao mới là người đề ra yêu cầu. Bởi bây giờ chính tao là người làm chủ cuộc chơi. Mày hiểu không? Thả tôi ra. Anh không có quyền nhốt tôi. Thả tôi ra. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra!
anh không có quyền nhốt tôi. Con ơi, mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Mẹ xin lỗi con. Bà Hai, tạm thời bà không cần lên nữa. Ngày mai vợ chồng tôi đi du lịch rồi. Khi nào về tôi sẽ gọi cho bà. Thảo Ma, chính mày đã phá hoại cuộc sống của tao. Mày nhất định phải trả giá. Tao phải trả mối thù này. Kỳ vậy trời. Bắt máy đi. Sao kỳ vậy? Không lẽ để quên điện thoại ta? Chả chỉ có vậy thôi anh. Nó suốt ngày chỉ ăn nhậu với gái gú. Ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Được rồi, mày cứ về đi. Có gì tao sẽ gọi. Dạ. Bây giờ sao anh? Mày có số điện thoại của con Ngọc không? Em có.
em nghe anh Thái. Dạ em tới liền. Anh, ông về rồi. Dạ, con nghĩ bây giờ chưa được đâu chú. Phải kiểm tra cho thật kỹ mới thực hiện được. Chuyến hàng thì lớn và chắc chắn sẽ bị để ý từ bên kia. Ba, ba nói chuyện xong rồi hả? À, anh Điền đâu rồi ba? Mày đi đâu bây giờ mới về vậy? À, con có chút công việc bận. Bận cái gì? Bận chở gái đi chơi hả? Mày đừng có tưởng tao không biết chuyện gì mày làm ở bên ngoài đâu. Con đâu có đâu ba. Công việc ở xưởng mày bỏ hết cho thằng Việt với thằng Điền. Suốt ngày cứ đưa đón con nhỏ đó, có đúng không? Từ hôm nay mày không có lo làm, mày đừng có trách tao. Dạ, con biết rồi. Bây giờ con qua xưởng đấy ba. Còn những cái nói không bao giờ chịu nghe. Ủa anh. Em. Em đã nói anh đừng có đón em rồi mà. Em tự đi được. Anh suốt ngày cứ đón vậy, thời gian đâu mà làm việc khác. Để em đi một mình á, anh không có yên tâm. Trước giờ em cũng đi có một mình, có chết đâu mà lo. Chết thì không có chết, nhưng mà lỡ có người bắt cóc thì sao? Không biết duy trì được bao nhiêu lâu đây. Để xem thái độ ra sao. Alo, tôi nghe. Chào ông Bảy Dũng. Xin thành thật chia buồn với ông. Các ông đúng là quá tệ. Tôi đã báo trước địa điểm của Nam Quyên, vậy mà các ông vẫn để cho hắn chạy thoát. Tôi thực sự rất thất vọng. Nhưng thôi, chuyện gì qua rồi thì cho qua. Cuộc chơi vẫn còn dài, các ông vẫn còn cơ hội. Tôi vẫn muốn biết công an các ông giỏi đến thế nào. Lần sau gọi đến, hy vọng các ông điều tra được lý do vì sao tôi đã cung cấp thông tin cho các ông. Đừng có dự mừng. Chúng tôi đã... Hiện tại có thể khẳng định Thiên Sứ đã dùng điện thoại vệ tinh để liên lạc. Nhưng vì thời gian quá ngắn,
nên chúng ta không thể xác định được vị trí. Chắc chắn thiên sứ đã nghiên cứu và hiểu rõ những hành động của chúng ta. Dựa theo nội dung hắn ta đã trao đổi với anh, mục đích của hắn không đơn thuần chỉ là triệt hạ từng người của nhóm Ba Long. Sống là như vậy đó, sinh ly tử biệt. Nhưng dù có đau đớn đến thế nào, chúng ta cũng phải chấp nhận và tiếp tục sống cho thật tốt. Không thể chôn mình mãi trong quá khứ như vậy được. Dù có khó khăn thế nào thì cũng phải cố gắng vượt qua, như cách mà anh em chúng ta đã làm. Đông biết mình bị bệnh nhưng vẫn không thể bỏ cuộc. Nó chiến đấu không phải vì sự thắng thua, mà vì nó tôn trọng đối thủ, và hơn tất cả là tôn trọng chính bản thân nó. Trí cũng vậy. Khi mới bước chân vào ngành, khi lao theo đuổi bắt tội phạm, nó hoàn toàn hiểu hiểm nguy đang chờ sẵn, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc. Chúng ta không bao giờ và không được phép bỏ cuộc hay là gục ngã. Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn tâm niệm một điều: sống làm sao cho xứng đáng với ông bà cha mẹ, xứng đáng với công sức và máu của đồng chí đồng đội chúng ta. Hãy đứng dậy đi, con đường phía trước còn dài lắm. Dạ. Vô, mời em. Sao? Ở bên đó thấy được không? Ok đó anh. Ai là thiên sứ? Chắc chắn những khu vực trong bản vẽ này đều có vấn đề. Nếu Ba Long sử dụng điện vào việc tự sản xuất thuốc lắc và hồng phiến, thì bọn chúng phải có khu vực sản xuất riêng. Em nghĩ là khả năng khu vực sản xuất nằm trong xưởng bao bì là rất thấp, vì hàng ngày có rất nhiều công nhân làm việc, khả năng bị lộ rất cao. Bọn chúng có thể xây dựng những hầm bí mật ở bên trong xưởng mà. Nếu chúng sản xuất bên trong xưởng thì chúng chuyển hàng đi khi nào, bằng cách nào? Mình đã kiểm tra tất cả những xe xuất nhập hàng của xưởng nhưng không phát hiện bất cứ dấu hiệu nghi vấn nào cả. Bọn chúng sản xuất nhưng chắc chắn phải thông qua đầu mối hoặc thông qua trung gian để bán hàng cho khách. Nhưng hiện giờ vẫn chưa phát hiện được mối quan hệ nghi vấn giữa các đối tượng. Cũng dễ hiểu thôi. Diệt Tần là công an, nắm rõ nghiệp vụ. Hắn và đồng bọn chẳng dài gì mà dính tay vào những chuyện đó đâu. Thank you.
Rồi, em ngồi xuống đi. Dạ. Sao, em thấy được không? Dạ, cũng được đó anh. Công việc á, thì cũng đơn giản thôi. Mỗi ngày á, em ghi lại cái số lượng đơn hàng đã xuất theo từng chủng loại. Rồi hàng đã xuất thành phẩm là bao nhiêu, nhập số liệu là bao nhiêu. Hồ sơ sổ sách á, anh đã ghi rõ ràng rồi. Em cứ căn cứ theo đó mà làm. Dạ, em hiểu rồi. Ừ. À, mà buổi tối mình có cần phải trực không anh? Có chứ. Công ty mình ở đây có hai người trực, trực luân phiên mỗi ngày một đứa. Thật tình á, em cũng không biết cảm ơn anh sao nữa. Một năm nay em tìm việc á, mà không có việc nào tự tới hết. À, chiều nay anh rảnh không? Anh em mình nhậu một chút cho nó vui. Cách xa quá. Em á, là bạn của anh trẻ anh, thì anh coi như người nhà. Giúp thì giúp, chứ có gì đâu mà lo. Chứ lại chiều nay anh cũng bận rồi. Thôi để khi nào rảnh á, thì anh em mình đi. Dạ, dạ rồi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Ừ. Dạ bây giờ em xin phép. Chào. Em về ngày mai em làm việc. Dạ, em chào anh. Cố gắng nha. Dạ. Em đi lối này. Dạ chào anh. Sao không làm việc mà đi đâu đây? Dạ em làm việc xong hết rồi anh. Em đi tham quan vòng vòng cho biết vậy mà. Thôi, ở công ty này á, ai làm việc chỗ nào á thì yên phận chỗ đó, không có được đi lung tung. Giám đốc khó lắm đó. Dạ em hiểu rồi. Ừ, em về làm việc đi. Vậy hả anh? Dạ, vậy thôi em đi. Mấy chỗ khác thì không vấn đề gì. Ừ. Đáng ghi nhất chỉ có khu đó. Mà theo quy định của xưởng thì chỉ có ban giám đốc và quản lý mới được vào trong đó. Em đã tìm cách vào thử rồi, nhưng mà tạm thời vẫn chưa phát hiện gì. À đúng rồi anh, ngoài ban giám đốc còn có bảo vệ, hình như có chìa khóa vô mấy căn phòng đó.
Em đang tiếp cận để làm quen với mấy thằng cha bảo vệ. Mấy ông dễ dụ lắm anh. Mà nè, đừng chủ quan. Phải xem xét tình hình cho thật kỹ rồi mới có thể hành động. Dạ, em hiểu rồi. Anh cứ yên tâm, để em. Qua bên kế toán, giải quyết lương tháng này cho cậu ta. Ngày mai cậu không cần tới đây làm việc nữa. Dạ thưa anh. Dạ, dạ thưa anh, em mới vào làm thôi anh ơi. Nên có gì sai á thì anh góp ý cho em sửa. Chứ em khó khăn lắm mới kiếm được một công việc tốt như vậy đó anh. Dạ đúng đó anh. Tôi không có việc gì để nói với cậu. Hai người ra ngoài đi. Nhưng mà em... Thôi anh... đi. Chắc tại do Thanh quá nôn nóng nên đã bị lộ. Nhưng nhờ có chuyện này mà mình biết thêm được nhiều điều. Một là trong xưởng bọn chúng có gắn một hệ thống để giám sát. Thứ hai là trong xưởng đó có vấn đề. Nếu như có anh Thành, chắc chắn là không xảy ra tình huống này. Thôi mà, một người tự trách mình á chưa đủ sao? Giờ lại thêm một người nữa. Cái tổ B2 này á, giải tán luôn quá. Mà mấy bữa nay anh có gặp anh Thành không? Có gặp một lần. Anh nói là anh đi du lịch đâu đó một thời gian chưa khuây khỏa. Nè, cục cưng của anh á, vô nhà ngủ đi. Đừng có gì nhớ anh mà mất ngủ đó. Tự tin thấy ớn ghê luôn á. Em vô nhà trước đi, rồi anh mới về. Anh thương em thiệt không? Hả anh? Được rồi. Vậy mà ai cũng nói em hiền nhất. Thôi, anh về nha. Bye bye. Bye. Ba, khuya rồi sao ba chưa ngủ? Mày đứng đó đi, tao nói chuyện. Có chuyện gì mà mặt ba hình sự vậy? Mày có biết cái con nhỏ đó là người như thế nào không? Con nhỏ nào? Mày đừng có giả ngu với tao. Cái con bạn gái của mày chứ là đứa nào? Hôm nay sao ba... Mày coi đi. Bây giờ mày đã sáng mắt ra chưa? Nó chỉ là một con cà ve thôi con à. Không, không thể nào. Lan Thanh không phải là người như vậy. Bằng chứng rành rành như vậy rồi mà mày còn không chịu tin à? Tao để ra mày có cái đầu chứ đâu phải là cục gạch cục đá đâu. Mày không biết suy nghĩ à? Con nói cho bà biết, Lan Thanh là một người tốt. Cô ấy không phải là như vậy. Cô ấy chưa bao giờ yêu cầu con làm bất cứ một điều gì cho cô ấy.
Mày im đi. Tao không ngờ lại có một đứa ngu như mày. Con nhỏ đó, nó có cái gì mà mày si mê nó dữ vậy? Ai cho ba biết cái chuyện này? Cậu nói cho ba biết, Lan Thanh là một người tốt, cô ấy không phải là người như vậy. Chắc chắn đã có người hãm hại cô ấy. Bây giờ cho dù có 100 hay là 1000 tấm hình thì con cũng không bao giờ tin Lan Thanh là người như vậy. Mày đứng lại đó. Chú làm cái gì vậy? Anh còn dám hỏi câu đó hả? Tôi quen ai là chuyện của tôi. Tại sao anh sang nhà làm cái gì? Chú bị điên hả? Tôi làm cái gì chú chứ? Anh còn dám chối nữa. Nếu anh không làm thì ai làm? Làm cái gì? Đây hả? Tôi không biết gì hết. Tôi nhắc lại nghe, cái này không phải tôi làm. Có chuyện gì tôi đã nói thẳng với chú như lần trước rồi. Chứ cần gì phải thông qua chú ba làm gì chứ? Nếu anh không làm thì ai làm? Tin hay không thì tùy chú. Chú cũng thừa biết chú ba là người như thế nào mà. Chuyện gì chú ba muốn làm thì có trời mới cản được. Còn con nhỏ này, nhìn hình là hiểu rồi chứ gì. Không có lửa thì làm sao có khói. Sao tự nhiên lại hẹn gặp em giờ này vậy? Chắc là nhớ em ngủ không được hả? Em có giấu anh chuyện gì không? Em giấu anh chuyện gì hả? Em coi đi. Anh... Tại sao anh dám? Đây có phải là thật không? Anh cho người theo dõi tôi hả? Anh không có làm chuyện này, mà là ba anh làm. Nhưng mà cái chuyện đó không quan trọng. Bây giờ anh muốn hỏi em, đây có phải là sự thật không? Đúng, nó là thật. Tại sao em dám làm như vậy chứ hả? Nhưng tôi đã không lừa dối anh. Tôi đã từng nói, tôi vừa học vừa làm. Một trong những nghề tôi làm là bia. Bia hay là cà phê? Anh không được xúc phạm tôi. Anh chỉ nhìn vào những bức hình này mà biết tất cả những gì đang xảy ra sao? Tất cả đều là vì bọn đàn ông các anh. Còn chúng tôi vì công việc nên không thể phản ứng lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi bán rẻ bản thân mình. Chắc anh đang nghĩ tôi đã dùng trinh tiết của mình để lừa dối anh chứ gì. Thưa anh, gia đình anh giàu có là chuyện của anh. Tôi chưa bao giờ xin anh bất cứ thứ gì. Anh có tặng tôi cũng không nhận. Dù có đi chơi với anh, tôi cũng không bao giờ để anh trả tiền mà, đúng không? Còn nếu anh nghĩ tôi
tôi đang tự xây dựng hình ảnh tốt đẹp cho mình để đạt mục đích to lớn gì đó. Thì xin lỗi anh lầm rồi. Tôi nghèo, nhưng tôi tự lo cho bản thân mình được. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bán thân để nuôi miệng hay dựa dẫm vào một người đàn ông nào khác. Tôi cũng cảm ơn anh vì tất cả. Có chuyện gì mà mặt mày của chú mày cứ như đưa đám từ sáng tới giờ vậy? Uống đi, cho máu nó lên. Chút nữa đi đập phá một trận là tỉnh liền. Sao? Có chuyện gì nói đi, tao giải quyết cho. Không có gì đâu. Alo. Tao biết rồi. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Anh không có quyền nhốt tôi. Tôi ra. Sao vậy em? Thức ăn không hợp khẩu vị của em à? Anh thả tôi ra đi. Anh không có quyền nhốt tôi. Thả tôi ra đi mà. Chẳng lẽ tới bây giờ em vẫn chưa hiểu anh yêu em tới mức nào hay sao? Anh yêu em nhiều như vậy, làm sao em có thể rời bỏ anh được chứ? Em đang có thai, em phải cố gắng ăn nhiều vô. Em không nghĩ đến em á thì cũng phải nghĩ tới đứa bé chứ. Em ăn đi. Tôi kết tỏ anh. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Anh tốt với em như vậy chưa đủ hay sao? Tao có gì không bằng nó. Mày nói đi. Hả? Nói đi. Mày ăn đi. Ăn ngay vô. Mày ăn đi. Ăn cho hai đứa con tụi mày đi. Ăn đi. Tao sẽ bắt hai đứa mày trả giá. Chẳng lẽ chị đã gặp chuyện gì rồi sao? Bây giờ mình phải làm sao chị?
Chắc chắn là có chuyện gì đang xảy ra rồi. Đáng lẽ mấy ngày nay chị phải gọi cho em rồi, nhưng mà một tuần nay chị không có gọi cho em. Thôi, em yên tâm đi, không sao đâu. Đừng tự hù dọa mình như vậy. Chị sẽ xem xét lại điều này, rồi chị sẽ báo em. Ủa? Ủa? Sao ở đây? Anh Thảo, em gọi cho anh hoài, anh không bắt máy em cho nên em phải tới đây chờ anh nè. Điện thoại của anh hết pin. Mà có chuyện gì không em? Có chuyện gì? Em có chuyện rất gấp, muốn nói cho anh biết. Thôi em biết rồi. Bây giờ em phải đi làm. Có gì tối anh đón em nha. Dạ, bye anh. Mày là ngục ngà ba phải không? Đi. Cái gì vậy? Lên xe, lên xe, lên. Thu tôi ra. Thu ra. Im không? Cô. Mày im không? Mày la tao cắt cổ mày đó nha. Dao có nhọn không? Cô em, ngồi yên đó cho tao. Biết chưa? Đi đâu đây? Kiếm Ngọc. Nãy giờ anh thấy nó đâu không? Nó đâu có đi làm. Tụi nó gọi điện hoài mà đâu có được. Nó tắt máy luôn rồi. Em cũng điện thoại cho nó hoài mà không được. Thôi đi nha. Đây là đâu? Sao tụi mày bắt tao tới đây? Cứu tôi với! Cứu tôi! Im! Cầm miệng! Dạ. Tụi mày là ai vậy? Im! Mày đụng tới đại ca của tao làm chi? Hả? Mày thả tao ra, nếu không mày đừng có trách. Con quỷ cái. Biết khôn á thì im cái mỏ chó mày lại. Còn không á, đừng có trách tụi tao ác với mày, mày hiểu chưa? Cứu tôi với! Cứu tôi! Cứu tôi với! Im chưa? Muốn la hả? Mày thấy gì không? Hả? Ê, mày chọi nó lại. Mày quát. Nhìn con nhỏ này cũng ngon đó mày.
Nếu cô em ngoan ngoãn chiều tụi anh thì tụi anh sẽ nhẹ tay với em. Ngoan nha, được không? Đừng có mơ. Mày mà làm bậy á, tao sao không tha cho mày đâu. Ngon hả mày? Thách tao hả? Ê, đang người kia, tao có chuyện muốn nói với mày. Đi. Mũi ơi, mũi ơi, mũi. Mũi nghe, mũi nghe. Trời ơi chán xỉ. Kéo phụ mũi cái. Ê, chị mũi. Hả? Ngọc có ghé đi không? Trời ơi, qua quán của người ta mà tối ngày hỏi bé Ngọc không hà. Quán của mũi chỉ có mình ta với ta thôi. Thôi mà đừng có giỡn nữa. Ngọc có đây không? Ủa sao vụ gì căng quá vậy? Cơ bộ bé Ngọc có chuyện gì hả? Sao vậy? Nếu Ngọc có ghé đi hay là có gọi điện thoại, chị báo tôi biết liền nha. Là Ngọc có tới hay là gọi điện thoại là báo phải không? Có chuyện gì vậy mày? Không biết đại ca xử con nhỏ này như thế nào nữa. Tao cũng không biết. Mà nè, mày điện ổng coi sao. Thôi được rồi, để tao alo ổng coi ổng xử nhỏ này sao đây. Tạm thời tụi bay cứ ở đó canh chừng nó. Thích làm gì thì cứ làm, tao sẽ gọi lại sau. Anh cần thì để em kêu mấy đứa xử chết mẹ nó luôn. Mày cứ mặc kệ tao. Còn chị dâu anh tính sao? Dù sao thì cũng...
Anh đã nói chuyện với chú ba rồi. Hiện tại chú cứ giải quyết công việc cho ổng đi. Khi nào có việc anh sẽ báo. Phong, còn mày sao? Vụ đó giải quyết xong chưa? Vụ gì? À, thôi mấy cái chuyện tào lao đó bỏ qua đi. Lâu rồi anh em mình cũng không có gặp nhau. Hôm nay kiếm chỗ nào lại ra đi. Thôi, để bữa khác đi. Anh đang bận lắm. Với lại vợ đang có thai. Làm xong phải tranh thủ về nhà nữa. Có thai à? Chúc mừng anh nha. Chúc mừng anh. Dạ. Phụ nữ mà có thai khó chịu lắm. Hay suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện không đâu. Đặc biệt là những chuyện quá khứ đúng không ạ?